Hello, hello, hello everybody. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Mỹ Vân Canada. Ngày hôm nay là ngày 22 âm lịch, 22 Tết, là chỉ còn 8 ngày nữa thôi là chúng ta đón một năm mới, năm 2024. Thì hiện tại Mỹ Vân đang đứng ở một cái công viên lớn nhất ở tại Sài Gòn, đó là công viên 23 tháng 9. Và mọi năm thì công viên 23 tháng 9 là thường tổ chức cái chợ hoa Tết là lớn nhất ở tại Sài Gòn. Theo Mỹ Vân được biết thì chợ hoa của công viên 23 tháng 9 sẽ khai mạc vào ngày 27 tháng Chạp, kết thúc vào ngày mùng 6 Tết. Có nghĩa là hôm nay là ngày 22, là còn 5 ngày nữa mới bắt đầu khai mạc. Mà bây giờ các công tác chuẩn bị Mỹ Vân thấy cũng đã hoa đã về nhiều lắm rồi ạ. Thì bây giờ các bạn cùng theo chân Mỹ Vân nha. Mình vào mình xem là chợ hoa của công viên 23 tháng 9 năm nay nó được trang trí như thế nào, và cái giá cả của các loại hoa nó rẻ hơn hay là nó mắc hơn so với năm ngoái nha. Ok, let's go. Đây là cái lịch diễn ra hội hoa xuân thành phố Hồ Chí Minh năm Giáp Thìn, là từ ngày mùng 6 tháng 2 cho đến mùng 15 tháng 2, có nghĩa là 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết. Năm nay diễn ra lâu hơn, chứ mọi năm Mỹ Vân thấy là đến 30 Tết là dọn hết cái chỗ hoa này rồi. Đây là cúc mâm xôi. Phải cúc mâm xôi không các bạn? Mình đoán đại đi nha. Các bạn biết không, đáng lẽ là Mỹ Vân quay chợ hoa này vào buổi sáng, nhưng mà vì đi qua bên chợ hoa bến Bình Đông đó để quay rồi quay trở lại đây cho nên nó bị tối mất rồi. Ok, đây là hoa màu gà. Chắc các bạn ở Sài Gòn lâu thì các bạn cũng biết là công viên 23 tháng 9 nó nằm ngay công trường Quách Thị Trang, là kế sát bên chợ Bến Thành, và một cái mặt hông của nó là khách sạn New World. Còn 5 ngày nữa mới tới, mới khai mạc hội hoa xuân, nhưng mà hiện tại Mỹ Vân cũng thấy là cũng đông người tới và hoa cũng lên nhiều nhiều rồi các bạn. Mỹ Vân nghĩ là quay ở đây buổi sáng nó cũng sẽ có cái đẹp riêng của nó, nhưng mà buổi tối nó cũng ok ha. Nhìn vẫn lung linh huyền ảo quá trời luôn à. Thực sự ra là cũng được căn dặn là đi ra chợ hoa này phải cẩn thận, vì ở đây móc túi rồi cướp giật nhiều lắm, cho nên là cầm cái máy quay cũng sợ lắm các bạn. Nhưng mà vì là đam mê YouTube cho nên là Mỹ Vân bất chấp hết luôn, vừa quay vừa giữ cái máy chụp hình. Okay. Đẹp quá này. Bao nhiêu tiền một cặp vậy em? 380 ngàn. Cái này mình... mâm xôi đúng không? Đây là cúc mâm xôi. Cái này chắc để được khoảng 1-2 tháng hả em? À, được 1 tháng. Rồi, cảm ơn em. 380 ngàn một cặp cúc mâm xôi. Đó mới là cúc mâm xôi. Còn cúc này không phải cúc mâm xôi, hồi nãy mình nói lộn. Cái độ cao nó thấp quá. Đứng cái đây vậy, nấp chạy ngang nắm đậu bút cái xong. Đẹp ha các bạn. Bên khu này là hoa màu gà, hoa gì đó. Hiện tại thì Mỹ Vân thấy là ở khu vực này nó nhiều hoa cúc và hoa mồng gà hơn. Những cái chậu bông cúc vừa cao vừa đẹp không biết là bao nhiêu tiền một chậu, nhưng những cái chậu bự như thế này thì chắc phải dành riêng cho những cái nhà thiệt là bự luôn ạ.
năm sau có nhà mới, có khách sạn rồi thì Mỹ Vân chắc chắn là sẽ mua những cái chậu cúc bự như thế này để trưng trong nhà mình. Các bạn nhìn thấy nguyên một rừng không? Đẹp ha. Mặc dù là còn 5 ngày nữa mới khai mạc hội hoa nhưng bây giờ cũng bắt đầu lên đông đúc rồi. Mình sẽ đi xuyên qua bên này, thẳng mặt của Mỹ Vân đó là khách sạn New World. Qua wow, những cái chậu cúc thì mà nó bự quá, không biết họ trồng bao lâu mới được cái chậu cúc này ta. Nguyên một cái khu vực này là cúc không à. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi sang bên này để ngắm hoa đào nha. Bây giờ thì các thương lái đang vận chuyển từ từ lên cho nên cũng chưa nhiều lắm. Và cái đường xá nó cũng không copy gì nhiều nên mình có thể đi để mình quay phim. Tại vì cách đây vài năm Mỹ Vân có về Sài Gòn và có đi vào cái chợ hoa của 23 tháng 9 này. Trời ơi, so busy luôn mà mình không có quay được phim. Mà cái chợ này là warning note dữ lắm, là rất là nhiều móc túi và cướp giật. Cho nên phải thực sự là cẩn thận. Đây, Mỹ Vân đã thấy khu vực này là có những chợ mai vàng này. Cái chồng mai này họ làm sao mà cứ họ ấp ủ cho tới đúng Tết thì nó trổ bông ra hay quá chừng luôn à. Rồi đúng đến ngày mùng 1 là nó nở bung hết ra là thấy phát lộc phát tài rồi. Một cái cây này khoảng bao nhiêu tiền hả anh? Dạ, cây này thì 20 mấy triệu. 20 mấy triệu là bao gốc mai này bao nhiêu năm rồi? Kêu mà chính xác thì không có biết chính xác, nhưng mà nhìn người ta nhìn là không chơi mai, là người ta không nói là năm, người ta chỉ nhìn cái gốc bự rồi bé. Nó giá trị là nằm cái gốc của nó. Dạ, đúng. Ok, em hiểu rồi. Giá trị là bao nhiêu năm. À rồi, đó là kinh nghiệm của người chơi mai đó. Đẹp quá. Rồi, cảm ơn anh nha. Mình vẫn tiến gần khu vực này nữa. Vậy là ở công viên 23 tháng 9 thì họ sẽ phân khu ra những cái khu thì để hoa cúc riêng, hoa mồng gà riêng, rồi hoa mai. Đây là nguyên một khu vực là hoa mai. Vậy cũng dễ để cho mình lựa chọn ha. Có thể là mình compare với lại cái hàng này và hàng kia, rồi cái giá how different mà mình có thể trả giá được. Ồ, 20 mấy triệu cái gốc mai vừa xong. Trời ơi sao mà nhiều tiền quá. Bông này đã bắt đầu nở rồi, còn 8 ngày nữa mình vẫn nghĩ là vừa đúng mùng 1 Tết là nở luôn đó. Đẹp, so beautiful. Ở đây có những cái chậu mai nhỏ nhỏ cũng dễ thương. Những chậu mai này mình có thể để ở trên bàn làm việc được ha. Các bạn nhìn thấy là nguyên một cái công viên 23 tháng 9 này, hoa đã lên cũng khá nhiều rồi. Mặc dù là còn 5 ngày nữa mới khai mạc. Bên này là những chậu hoa cúc nè. Ok, hoa cúc nằm bên kia. Phía bên này là những chậu bonsai. Thơm quá. Cái hoa gì mà nó thơm ngát hương luôn. Giỏi quá à, làm sao mà nặn được những cái cây mà nó ra được những cái hình dáng đẹp mà mùi thơm lắm. À, thơm quá trời thơm luôn à. Bây giờ mình lại tiến lại gần những... nguyên một cái khu này là khu bonsai các bạn. Lucky là mình đi sớm như thế này thì mình còn có chỗ, có more space để mình make video cho các bạn xem. Chứ còn đến cái ngày mà nó khai mạc thì oh my god, Mỹ Vân không nghĩ là mình có thể chen được vào đây.
Dạ chào anh, em là Mỹ Vân, từ Canada về thì em đi tham gia cái hội chợ Tết ở công viên 23 tháng 9 lần này. Em thấy rất là nhiều vườn cây cảnh, nhưng mà em đến gian hàng của anh á, thì em cảm giác là em rất là ấn tượng. Thì anh cho em hỏi một tí xíu là cái cây này của mình là được trồng từ đâu mang lên đây ạ? Cây này của mình là quê tụi tôi thì ở Bến Tre, chính xác hơn là ở Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre. Và hàng năm thì tới mùa Tết tới thì anh em qua kiểm tụi tôi thì sẽ đem lên những mặt hàng đi lên đây đặng giao lưu và trao đổi với các bạn ở trên này ạ. Cái công tác vận chuyển nó có khó khăn không hả anh? Nó khó thì nó cũng không khó, nhưng mà nó dễ nó cũng chẳng dễ. Tại vì chính bản thân tôi mới vừa rồi đây, thì khi đi lên xe cây để tôi vận chuyển lên đây để tham gia một cái hội chợ hoa xuân như thế này á, thì xe tôi bị quá tải, và thế là phải tải một vài trăm ký thôi. Nhưng mà các anh em thì rất là căng. Họ nói chung là họ không tạo điều kiện cho nông dân tụi tôi để đi lên để mà tham gia những cái hội chợ hoa kiển như thế này, những cái buổi chợ Tết như thế này. Thì nói chung ví dụ như khi tôi thấy, bản thân tôi thấy ví dụ như Tết tới thì anh em mình có thể vui vui một chút xíu, đừng căng quá. Thì anh em bà con rất là tội cho anh em bà con nông dân của mình. Đó là riêng cảm xúc suy nghĩ của bản thân tôi. Anh ơi, thì với cái cây, những cái cây bonsai ở phía đằng sau lưng của em này, thì thường là anh phải mất bao nhiêu lâu thì anh mới tạo nên được cái kiểu dáng như vậy? Nếu mà một cái cây bonsai để mình tạo nên, đặt mà mình đem ra mình giao lưu ngoài hàng chợ, ngoài thị trường, thì nó từ cỡ khoảng 5 năm. Ít nhất là 4 năm cho tới khoảng 7, 8 năm, 10 năm, vân vân. Mới ra được đến thị trường để bán cho người người chơi cây. Đúng rồi. Nhưng mà tôi cũng nói thật là khi một cái nghề bonsai của tụi tôi thì không phải là bất cứ một cái tác phẩm nào mà tụi tôi cũng tạo lên từ nhỏ cho tới lớn. Nhưng mà có thể là tụi tôi sẽ đi mua, tụi tôi đi sưu tầm, nói chung là tụi tôi chỉ có công sưu tầm rồi về mua đi bán lại. Hoặc là tụi tôi chỉ thuộc tính thêm một năm hoặc nửa năm để cho cây nó hoàn thiện theo ý của tôi. Dạ em hiểu rồi. Thì trong cái thời gian mà mình chăm sóc cho cây để tạo hình như thế này thì cái điều khó khăn nhất là điều gì ạ? Cái điều khó khăn nhất trong cái chăm sóc cây và tạo hình đó là thời tiết. Đôi khi giống như tụi tôi ở quê miền Tây thì đôi khi có những trường hợp bị nước mặn thì cây nó sẽ suy cây. Hoặc là nóng quá hay là mưa quá. Nhưng mà bình thường thì những cái cây mà tụi tôi đã tạo nên rồi, khi đem ra thị trường thì cái mức độ an toàn của nó phải trên 80% đổ lên. Thế thì theo anh thấy là mỗi một năm anh đều đưa cây cảnh của mình, cũng giống như là đưa những đứa con của mình đó, đi tới cái chợ hoa xuân Tết này, thì anh cảm nhận thấy chợ hoa xuân năm nay và so với những năm khác thì nó như thế nào ạ? Nó đông hơn hay là nó vắng hơn? Đối với cảm nhận của tôi về cái chợ hoa xuân năm nay thì tôi thấy nó đông hơn. Nhưng mà nói thật là cái lượng mua thì mình chưa thấy được cái xác suất nó cao hay thấp. Nhưng mà bình thường khi tụi tôi lên là ngày 21 thì khoảng 25, nếu bình thường những năm về trước thì cứ khoảng 25-26 bà con người ta đi chợ xuân mới đông. Nhưng mà năm nay thì 21, đêm nay 22-23 thì người ta đã đông rồi. Nhưng mà còn cái mức tiêu thụ được nhiều hay ít ấy, thì mình chưa biết được. Nhưng mà thôi, có đi là có hơn là không có người đi, đúng không anh? Đúng. Dạ. Thế anh cho em hỏi là, tại vì sau cái hội chợ hoa Tết này thì nếu mà mọi người yêu thích cây của anh, muốn kiếm anh thì làm cách nào để kiếm được ạ? Tôi thì nhà vườn tôi á ở ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa, Chợ Lách, Bến Tre. Số điện thoại 0907 463 738, vườn kiển Thuận Yến. Cái này là con số Zalo luôn phải không anh? Đúng rồi, tôi là chuyên gia về đồ lá, cây công trình và bonsai. Thì Tết đồ thì tôi sẽ đem lên tôi trưng bày trên hàng chợ. Còn bình thường thì đồ lá giống như là những cái dạng đồ lá trang trí ở trong khách sạn, những cái đồ như vậy đó cô. Rồi, em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi em cũng chúc cho anh là một năm mới với cái hội chợ này anh buôn may bán đất nha. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn cô. Chào cô.
Đây là khu vực bán tắc, những cây tắc nhỏ nhỏ xinh xinh. Wow, họ làm sao mà cái cây nhỏ xíu mà ra được một đống con cái trái cây thế này ha, giỏi thiệt luôn á. Khu vực này là dành riêng cho những cây tắc. Không biết là giá bao nhiêu tiền một cây nữa. Vân nhìn thấy phía xa kia có những cái cây gì mà nó bự, thiệt là bự luôn à. Bây giờ để mình đi qua khu vực đó ha các bạn. Có bán những bình hoa, bình gốm nha, nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng là mua bông xong không biết là bình ở chỗ nào. Mấy hôm vừa rồi đi kiếm muốn chết luôn để đi kiếm được một cái bình đựng bông mà không biết kiếm ở chỗ nào. Giờ vào đây nó có luôn rồi. Những bộ ấm bằng đất này cũng đẹp xinh xinh này. Rồi, mình đã đến cái khu vực vườn đào rồi các bạn. Mỹ Vân là thích hoa đào nhất luôn á. Đào đẹp quá đi. Chết rồi, cái cây này bông nở quá trời rồi. Nó nở nhiều như thế này giờ sao ta. Đặc biệt hoa đào này chỉ nở vào đúng vào mùa xuân, lạ quá ha. Mình phải đi leo vào trong vườn đào này xem thế nào. Nóng quá chừng luôn à, sao họ khiêng vào đây ta. Đào này chắc từ Hà Nội về quá. So beautiful. Rồi các em ấy nở hết trơn rồi. Hôm nay là các em bị ế trồng rồi nha. Tới mùng 1 mới được nở, có hiểu không? Khu vực này là chuyên bán đào. Đào này chắc là đào Nhật Tân Hà Nội đây. Mọi người phải làm lều trại để ngủ luôn ở đây, tại vì là buôn bán đến mấy ngày trời lận, ăn ngủ ở chỗ này cũng cực quá ha. Đây là những em bé đào, nhưng mà các em nở hết trơn rồi. Mỹ Vân hiểu được cái cảm giác khi mà xa nhà, nhớ quê hương rồi. Trong cái dịp Tết đến mà trời thì lạnh lẽo, ở bên nước ngoài thì không có những ngày lễ hội như ở Việt Nam, tại vì là nó nhằm nếu mà trúng cái ngày weekend thì mình còn có được ngày nghỉ Tết, còn nếu mà ngày weekday thì vẫn phải đi làm như bình thường, cho nên là không khí Tết chẳng có chút gì cả. Nên hy vọng là cái video này sẽ làm cho bà con mình xa xứ đó, có thêm cái niềm vui nho nhỏ ha, cũng cảm thấy ấm lòng hơn phải không ạ? Sẽ đi ra hỏi xem cái gốc đào này bao nhiêu tiền nha. Wow, cái gốc đào mà nó bự quá trời bự luôn nè. Các bạn nhìn thấy không? Wow, wow, wow. Các em đã ra đụng hết trơn rồi. So beautiful.
cái góc thì mà nó bự như thế này. Cái góc này chắc phải hơn một ôm tay luôn đó các bạn. Đẹp quá, lung linh rực rỡ luôn. Còn một cây tắc này nữa cũng quá là bự luôn. Nhìn vô cái là mình mê liền ha. Đây cặp luôn ha. Đây có điều kiện. Bài này. Nhưng mà nếu mà chơi cái này là ví dụ như là mình dưỡng lại sao dưỡng mai thôi dưỡng. Là phải chở là làm. Các bạn nhìn xem cái cây hoa đào này. Ba cây, cái gốc nó bự, thiệt là bự luôn. Không biết sao để quay cho nó cận, cho nó rõ luôn. Cây này bao nhiêu vậy chị? Cây này bao nhiêu vậy? 6 triệu. Cây này 6 triệu các bạn. Gốc bự lắm, đẹp lắm. Cây này đầy như này, luôn đầy như này. Biết rồi, lụa nhưng mà liệu có sợ nó lở xuống không? Không. Chị không cho ăn nước gì hết. Cứ để vậy thôi. Quất thì nhiều nước đào, không được nhiều nước đào 3 ngày cho bát ô tô. Cái tưới tắt ở gốc là đẹp quá. Bây giờ hết khu vực hoa đào rồi, chúng mình lại chuyển sang một khu vực khác ha các bạn. Rồi mình đi xem phía trước này nó có những cái gì ở đây ha. Đây là khu vực bonsai cây kiểng. Rồi một ông thần tài bự luôn, khắc bằng gỗ. Sao những nghệ nhân này họ khéo tay quá ha. Họ làm được rất là hay. Qua bên này là khu vực hoa bông giấy. Bông giấy họ ghép thế nào mà được hơn 2, 3, 4 màu ở trên một cây. Cái này gọi là light á, mix African, rồi white people, Indian, Asian, các kiểu mix vào đây. Nhìn chung thì các gian hàng cũng chỉ mới lên được độ khoảng 40% thôi. Còn lại nhiều gian hàng lắm, họ chưa có làm xong đó. Hiện tại thì thấy Mỹ Vân thấy là hoa cúc, hoa đào, hoa mai nhiều. Chưa thấy các loại hoa lạ khác. Mỹ Vân biết là các cô chú, anh chị, các bạn ở nước ngoài vào những cái ngày Tết này thì nhớ nhà, nhớ quê hương ra diết. Nhưng mà nhiều người phải đi làm rồi, có những việc bận rộn không về được quê hương. Nên là Mỹ Vân sẽ cố gắng quay những cái thước phim thật là đẹp và những cái thước phim thật là đời, thật là thực để cho mọi người cùng xem, để hy vọng là phần nào đó giúp cho mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương. Vì bây giờ bên Canada cũng như các nước như Europe hay là Bắc Mỹ thì thời tiết nó xuống đến quá lạnh, có những nơi âm độ tuyết phủ. Mà lại nhìn về quê nhà thì lại càng nhớ nhiều hơn nữa. Nên mọi người đừng có lo, đừng có buồn nha. Cứ ở nhà nếu mà thấy buồn cứ mở kênh Mỹ Vân Canada ra là sẽ có hết mọi thứ, sẽ giúp cho các bạn vui. Nhìn những cái chậu bông cúc này là cũng thấy lòng vui rộn ràng luôn ạ. Đây vẫn là những khu vực cúc vàng ươm một góc luôn. Nha Trang Do chị. Ở Nha Trang Măng Rô. Dạ. Mình
trồng bao nhiêu lâu để được cái chậu bông như vậy? Thì nói chung bông đây trồng cũng lâu vậy, đầu năm mình mới làm chậu trước. Bắt đầu cái khoảng tháng 6 á mình mới trồng là cây. Làm dạ. Để cho nó ép thì từ từ cho dạ. Nó ra bông từ tháng 6. Dạ. Ồ. Rồi cái bông này được bao nhiêu lâu? Dạ, bông này trao lâu vậy, giờ trao cái que tới 20 tháng giêng. 20 tháng giêng là dạ. Hàng của em lên đây được mấy ngày rồi? Dạ, em lên bữa 17 à. 17, hôm nay là... Dạ, bữa nay 22. 22, em thấy là tình hình chợ năm nay nó có tốt hơn năm ngoái không? Thấy khách cứ đi chợ để mua, có nhiều sức mua nó có mạnh hơn không? Cũng vậy rồi chị à. Cũng vậy thôi hả? Dạ. Mà chị thấy kinh tế năm nay có vẻ không có bằng năm ngoái. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nó eo ụt quá à. Dạ, dạ. Sang đây lại một khu vực hoa cúc khác nữa nè. Đẹp quá trời quá đất luôn. Bông này mình cứ tưởng là dưới miền Tây lên, hóa ra là nó ở Nha Trang. Những cây tắc này cũng đẹp quá chừng luôn à. Nhìn cả một rừng luôn. Đây là toàn cảnh của công viên 23 tháng 9. Bây giờ là 9 giờ tối, Mỹ Vân thấy là nhiều người đã bắt đầu đi vào chợ nhiều hơn. Có thể vì ngày hôm nay là ngày weekday nên là mọi người không được nghỉ làm đó. Nên hồi nãy đến thì nó hơi vắng. Thực sự ra thì cũng còn 5 ngày nữa hội chợ mới bắt đầu khai mạc. Nhưng mà giờ này là các chậu bông cũng đã vào nhiều rồi các bạn. Mấy ngày hôm nay trên kênh YouTube của Mỹ Vân, những cái video về chợ hoa. Cây bông này đẹp quá. Huyền Trân công chúa, có tên cũng dễ thương ha. Okay. Mấy ngày qua trên kênh Mỹ Vân Canada có rất là nhiều những cái comment dễ thương vô cùng ạ. Có chú Chim Mì Lê với cái nick YouTube. Chú nói là cô bé này có cái giọng giống như MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Trời ơi nghe dễ thương vô cùng ạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Nhưng mà chú so sánh như vậy thì chắc là chị Kỳ Duyên chị buồn lắm. Có những người lại nói là cô quay phim vừa phải, không dài quá, không ngắn quá, xem rất là dễ chịu. Những cái lời động viên của mọi người như vậy đó mấy, cho Mỹ Vân happy vô cùng và mình có thêm nhiều động lực để làm video. Mọi người biết không, ngày hôm nay trời ơi trời nắng vô cùng luôn. Trong lúc mà mọi người còn ở nhà sợ ra trời nắng thì Mỹ Vân lao ngay ra ngoài đường để quay phim, vì Mỹ Vân biết là mọi người đang mong chờ video của Mỹ Vân nhiều lắm. Nhưng mà lúc đi bị lạc đường quá trời luôn à. Cho đến lúc mà đi tìm được đến nơi thì trời nó sập tối mất rồi. Thế là cuối cùng quay phim thành là trời tối luôn. Nên mọi người yêu thương cứ comment đi nha. Em đọc hết luôn, không sót một chữ nào luôn ạ. Nhưng mà trả lời từ từ, mấy hôm nay đi quay phim nhiều quá nên chưa có thời gian để trả lời ngay lập tức. Nên mọi người đừng có buồn em nha. Mỹ Vân hiểu được cái cảm giác khi mà xa nhà nhớ quê hương rồi trong cái dịp Tết đến mà trời thì lạnh lẽo. Ở bên nước ngoài thì không có những ngày lễ hội như ở Việt Nam. Tại vì là nó nhằm nếu mà trúng cái ngày weekend thì mình còn có được ngày nghỉ Tết. Còn nếu mà ngày weekday thì vẫn phải đi làm như bình thường, cho nên là không khí Tết chẳng có chút gì cả. Nên hy vọng là cái video này sẽ làm cho bà con mình xa xứ đó, có thêm cái niềm vui nho nhỏ ha. Cũng cảm thấy ấm lòng hơn phải không ạ? Thấy bà con tiểu thương lên đây buôn bán rồi phải ăn ngủ ở tại nơi này luôn, thấy tội nghiệp lắm. Nên là mọi người Mỹ Vân hy vọng là nếu muốn mua hoa thì nên mua đến đây sớm đi. Tại vì mọi người ở Việt Nam hay có cái thói quen là đợi đến ngày 30 Tết để hoa xuống giá rồi lúc đó mình đi mua cho nó rẻ.
Nhưng khổ thân người ta đã trồng cả năm trời đó mới được một ngày Tết này để đi bán mà lại còn bị ép giá nữa thì cũng tội nghiệp lắm ạ. Đây nhìn thấy luôn này, cảnh ăn ngủ luôn ở tại chỗ này luôn. Mỹ Vân đã quay lại toàn cảnh công viên 23 tháng 9 là nơi diễn ra lễ hội Tết, lễ hội hoa Tết ở tại Sài Gòn năm nay. Thì hy vọng là mọi người sẽ thích ạ. Mọi người thương mến Mỹ Vân mấy ngày qua, trời ơi những cái lượt mà subscribe, lượt view tăng lên quá trời luôn, làm cho em happy lắm lắm luôn ạ. Em đọc từng cái comment một của mọi người. Thì Mỹ Vân biết rằng là những người con xa xứ ở tại nước ngoài vào mùa này thì ở khắp nơi rất là lạnh, và được xem những cái video mà nơi quê nhà mình đang diễn ra, mọi người đang rộn ràng đón xuân như thế nào thì cũng làm cho mọi người ở nước ngoài ấm lòng phải không ạ? That's why Mỹ Vân cố gắng quay thật nhiều những cái video về những cái hoạt động đang diễn ra tại quê nhà. Bà con mình ở tại Việt Nam đang đón Tết như thế nào cho mọi người cùng xem. Cảm ơn mọi người đã yêu thương em những ngày qua, đã comment rất là nhiều. Lần đầu tiên trong cuộc đời em là làm từ khi làm YouTube đến giờ 3 năm trời, có những cái video gần đây đó, lên đến mười mấy ngàn view chỉ trong 2-3 ngày thôi. Trời ơi, so happy luôn ạ. Và các cô chú ở như là Toronto, Montreal hay là ở Chicago, các nơi luôn mà gửi comment là Mỹ Vân đọc từng chút một luôn á, thương lắm, yêu lắm luôn ạ. Mỹ Vân biết là những bà con xa xứ của mình ở nước ngoài, có những người thì người miền Nam, có nhiều người cũng là người miền Bắc. Thì Mỹ Vân là người gốc Bắc, gốc Hà Nội, cho nên là mấy ngày nữa Mỹ Vân sẽ bay ra Hà Nội để quay những cái cảnh mà đường phố hay là những chợ hoa Hàng Lược hay là vườn đào Nhật Tân ở tại Hà Nội để cho các bạn cùng xem. Hy vọng là sẽ chia sẻ được phần nào nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương. Một lần nữa Mỹ Vân cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi đến kênh Mỹ Vân Canada. Và Mỹ Vân xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kế tiếp nha. Sắp tới đây thì đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa. Và ngoài đó thì sẽ có một cái đường hoa và chợ hoa ở bên Phú Mỹ Hưng cũng rất là đẹp, rất là rực rỡ. Còn có cái vườn hoa và cái đường hoa ở bên kia cầu Thủ Thiêm. Như Mỹ Vân thấy là nhiều người comment trên kênh YouTube của Mỹ Vân và có recommend cho Mỹ Vân là nên đi tới đó quay. Thì Mỹ Vân sẽ quay hết tất cả những nơi nào mà mọi người recommend cho Mỹ Vân trên kênh YouTube Mỹ Vân Canada. Mỹ Vân sẽ quay từng cái một để cho mọi người cùng xem ha. Có một cô chú ở bên Mỹ thì nói là muốn coi chợ hoa ở bến Bình Đông. Cháu sẽ vào quay để cho chú coi ha chú. Như cháu đã hứa là cháu sẽ gửi tặng chú, tặng cô thì cháu sẽ vào cháu quay ạ. Cô chú nhớ đón xem nha. Và nhân dịp năm mới cháu cũng xin mến chúc cô chú và tất cả anh chị em đang xem trên kênh YouTube Mỹ Vân Canada một năm mới là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Và điều nữa là xin được luôn bình an trong tâm của mình. Thank you, bye.